Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hợp tác xã Hoàng Lưu, huyện Hoàng Hóa chuyển đổi nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Thanh Hóa tiếp cận đa chiều để giảm nghèo bền vững. Bộ Công Thương vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn theo thẩm quyền đối với các hoạt động sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về đường lưỡi bò, thông báo và khuyến cáo đến các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động rà soát thông tin và tính năng của sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh để tránh nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa có hình ảnh thông tin về đường lưỡi bò và hình ảnh thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm pháp luật hiện hành. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không mua và sử dụng đối với hàng hóa có hình ảnh thông tin về đường chín đoạn, tức là đường lưỡi bò và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương, đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng chống bệnh dịch cho đàn vật nuôi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vào các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020, thời tiết thay đổi chuyển mùa làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi và tạo thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại phát tán rộng, nguy cơ dịch bệnh xảy ra là rất cao. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương tập trung các giải pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, chú trọng triển khai đầy đủ việc tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 14416 về việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm năm 2019. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương và văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực để chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh giao năm 2019. Đặc biệt là các chỉ tiêu xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Để nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản trên địa bàn cùng với chủ động cung ứng con giống có chất lượng, Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hoàng Lưu, huyện Hoàng Hóa đã khuyến khích các hộ thành viên chuyển đổi mô hình từ nuôi quảng canh sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Những mô hình chuyển đổi đều cho giá trị thu nhập cao hơn hàng chục lần so với trước. 20 năm làm nghề nuôi trồng thủy sản theo hình thức quảng canh, nên gia đình ông Trần Ngọc Thu không đạt được hiệu quả kinh tế cao. Đầu năm 2019, gia đình ông quyết định đầu tư cải tạo ao đầm, chuyển đổi 1 hecta từ nuôi quảng canh sang nuôi công nghiệp. Theo ông Thu, nuôi công nghiệp tuy mức đầu tư ban đầu cao, nhưng thu nhập một lứa tôm đạt từ 700 đến 800 triệu đồng 1 hecta, trong khi nuôi quảng canh chỉ đạt vài chục triệu đồng. Bây giờ nuôi quảng canh thì cái mức độ môi trường mà không quản lý tốt được thì nó rủi ro nó lớn. Thì nuôi vào cái công nghệ cao này thì với cái áp dụng công nghệ mới và khoa học mới thì có thể là mình kiểm soát được dịch bệnh. Thì tôi quyết định là nuôi cái này để coi như là để cái năng suất và cái hiệu quả kinh tế nó sẽ tốt hơn là nuôi quảng canh. Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hoàng Lưu, huyện Hoàng Hóa có 45 thành viên, trong đó có 25 thành viên nuôi trồng thủy sản với diện tích 150 ha. Sản lượng thủy sản cung ứng ra thị trường năm 2018 khoảng trên 100 tấn. Doanh thu đạt 16 tỷ đồng. Trước đây, hầu hết các thành viên trong hợp tác xã đều nuôi trồng thủy sản theo hình thức quảng canh, xen canh nhiều loại thủy sản như tôm, cua, cá. Do thiếu sự đầu tư nên giá trị kinh tế thấp. Để triển khai tiềm năng thế mạnh trong phát triển thủy sản của địa phương, cùng với chủ động cung ứng mỗi năm 150 vạn con giống cho các hộ nuôi, Ban Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hoàng Lưu đã tổ chức cho các thành viên đi tham quan học tập một số mô hình nuôi thủy sản công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong và ngoài tỉnh. Năm 2018, một số hộ thành viên của hợp tác xã đã về triển khai mô hình nuôi tôm trong bể xi măng hoặc ao phủ bạt. Nhờ làm chủ công nghệ, các hộ có thể thâm canh tăng vụ. Nếu nuôi trong bể xi măng,
còn có thể nuôi qua đông nên giá trị gấp hàng chục lần. Năm ngoái là thất rất có hiệu quả, cho nên là sang đến năm nay đấy, bây giờ cái tôm dưới bể đã đon vào cái vụ đông để mà cái giá thành nó cao, cho nên là gia đình quyết định chọn cái vụ đông là cái vụ chủ tốt nhất. Hợp tác xã đó là mua những con giống về đó là di tu về đó là ươm lại và đó là bán lại, cung cấp lại cho các thành viên hợp tác xã. Nó có cái thuận lợi đó là con giống nuôi tại đó là địa phương nó phù hợp với là nước, với cái nồng độ mặn, và sau khi mà được cung cấp con giống ra cho các thành viên nuôi thì nó đã đảm bảo nó thích ứng với môi trường, nó đảm bảo về con giống và cái hiệu quả nuôi thì nó có tiến bộ hơn những cái năm trước. Hiện nay hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hoàng Lưu có 40 hectare nuôi tôm công nghiệp và bán thâm canh ứng dụng công nghệ tiên tiến. Năm 2020, hợp tác xã đặt ra mục tiêu tiếp tục chuyển đổi ít nhất 10 hectare từ quảng canh sang nuôi công nghiệp, tạo điều kiện cho người dân nâng cao thu nhập trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương. Thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa cho biết, tính đến hết tháng 10 năm 2019, tổng dư nợ cho vay chương trình giải quyết việc làm tại Thanh Hóa đạt hơn 230 tỷ đồng với 6.095 khách hàng đang vay vốn. Theo quy định, mức vay tối đa cho một dự án giải quyết việc làm đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh là 1 tỷ đồng, hộ gia đình là 50 triệu đồng với lãi suất 6,6% một năm, đối tượng là người tàn tật lãi suất 3,3% một năm. Nguồn vốn ưu đãi với lãi suất thấp đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa tiếp tục bám sát các định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm vào các chương trình dự án sử dụng nhiều lao động, cho vay giải quyết việc làm cho các hộ, nhóm hộ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nguồn vốn vay để kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình vay vốn, đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả. Rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo cách tiếp cận đa chiều được thực hiện từ năm 2016. Phương pháp tiếp cận mới này nhằm hạn chế việc bỏ sót những đối tượng tuy không nghèo về thu nhập nhưng lại thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản khác. Đây cũng là cơ sở để Thanh Hóa triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ sát với tình hình thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả cao và góp phần giảm nghèo bền vững. Thoát được nghèo sau 3 năm thuộc diện hộ nghèo, phần nhiều là do nỗ lực vươn lên của gia đình chị Bùi Thị Cảnh ở xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy. Mặt khác, do chính quyền địa phương xác định nguyên nhân gia đình chị Cảnh nghèo là do thiếu hụt về thu nhập nên đã có chính sách hỗ trợ vốn chăn nuôi trâu bò kịp thời. Nhờ có vốn sản xuất và chăm chỉ làm việc nên gia đình chị thoát nghèo. Còn gia đình chị Bùi Thị Đào ở xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy đã thoát nghèo nhờ được đoàn thanh niên huyện hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Có căn nhà ở ổn định là điều kiện để gia đình chị vươn lên phát triển kinh tế. Từ làm được cái căn nhà này rồi thì cháu nó cũng lớn rồi, các cấp xét là năm nay nhà tôi là thoát nghèo. Trong khi thoát nghèo cũng được hỗ trợ một số tiền để thoát nghèo, để mua trâu bò sinh sản, để phát triển kinh tế. Tập trung hỗ trợ các chiều thiếu hụt được đánh giá là cách làm hiệu quả giúp hộ nghèo sớm thoát nghèo. Năm 2016, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 129.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 13,51%. Trong số đó thì 94,72% hộ nghèo về thu nhập và 5,28% hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều. Từ kết quả này, các ngành địa phương đã tập trung hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo. Các chính sách miễn giảm học phí, cho vay vốn đối với học sinh sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cũng đã được triển khai thực hiện giúp hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đặc biệt từ năm 2016 đến nay, chương trình an sinh xã hội và quỹ vì người nghèo các cấp đã hỗ trợ nhà ở cho gần 6.000 hộ nghèo. Đối với những hộ mà thiếu hụt về cái vốn thì chúng tôi có xây dựng kế hoạch để cho hộ được vay vốn từ ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế, hoặc là thiếu hụt về cái thu nhập thì hỗ trợ từ cái tư vấn cho hộ tham gia, ví dụ như là làm việc ở các công ty xí nghiệp hoặc là đi xuất khẩu lao động theo cái nghị quyết chuyên đề của ban chấp hành đảng ủy, hoặc là thiếu hụt về cái nhận thức về trong công tác sản xuất cũng như là chăn nuôi thì chúng tôi mở các cái lớp tuyên truyền cho bà con nhân dân biết cái cách để chăn nuôi sản xuất hoặc là áp dụng các cái tiến độ khoa học kỹ thuật vào.
Từ việc tập trung chính sách hỗ trợ các chiều thiếu hụt đã giúp tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Thanh Hóa giảm đáng kể. Năm 2019, toàn tỉnh giảm còn 32.230 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,27%. Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đạt khoảng 1,26 triệu đồng một người một tháng, cao gấp 1,84 lần cuối năm 2015. Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh và chỉ đạo các cái huyện, các xã, rồi đến cả các thôn bản đó là hàng năm là xây dựng kế hoạch. Và trên cơ sở kế hoạch này là căn cứ vào thực tế. Ví dụ địa phương này là đang còn có bao nhiêu phần trăm, tương đương là bao nhiêu hộ là nghèo. Nghèo về cái gì? Nghèo về thu nhập hay nghèo về các cái thiếu các cái chiều dịch vụ cơ bản thì xây dựng kế hoạch cho nó sát đấy. Và trên cơ sở đấy là có cái kế hoạch hỗ trợ. Chính vì vậy là theo cái kế hoạch thì hàng năm là cái công tác giảm nghèo là đều đạt kế hoạch. Tiếp cận đa chiều để giảm nghèo bền vững đã thực sự phát huy hiệu quả ở Thanh Hóa, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo. Đây cũng là cơ sở để đảm bảo những chính sách ưu đãi của nhà nước được đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần giảm nghèo hiệu quả và bền vững hơn. Mục thời sự và suy nghĩ của báo Tuổi Trẻ có bài viết đáng chú ý với tiêu đề Lao động 4.0 phân tích 39 người chết thảm kịch. Express là lời cảnh báo để các cơ quan chức năng giả soát lưu tâm nhiều hơn đến hoạt động đi lao động không chính thức và hạn chế tối đa tình trạng lao động 4.0 ở nước ngoài. Theo bài báo, kênh đi lao động nước ngoài qua đường không chính thức đang bùng phát ở nhiều nơi trong cả nước với điểm đến là nhiều nước trên thế giới. Họ là những người lao động 4.0, đi lao động ở nước ngoài qua đường không chính thức, không đăng ký hợp đồng lao động với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, không báo cáo với cơ quan đại diện ngoại giao khi sang làm việc tại nước sở tại và không được bảo hộ quyền lợi trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Báo điện tử VOV có bài viết Đừng nhân danh có trách nhiệm để theo gió bẻ măng phân tích sự việc đau lòng 39 thi thể được phát hiện trong xe container ở nước Anh đã có không ít người bày tỏ trách nhiệm bằng những lời lẽ hằn học, ác ý, phê phán những người xấu số rồi lại đổ lỗi cho chính quyền. Theo bài báo, trong lúc chính phủ, các bộ ngành chức năng đang tích cực phối hợp cùng nước sở tại giải quyết vụ việc, nhiều gia đình đang hoang mang, đau đáu ngóng chờ tin tức về con em mình, thì không ít người lại liên tục bình luận theo hướng cực đoan, chê trách đời sống kinh tế xã hội cả nước, cố tình tạo ra sự nghi kỵ, rồi cuối cùng đổ hoàn toàn trách nhiệm cho chính quyền và chế độ đã gây ra hậu quả đau lòng này. Những đối tượng xấu sẵn sàng tung tin đổ lỗi cho chính quyền, cho chế độ bất cứ việc gì, dù lớn hay nhỏ, dù đúng hay sai. Một sự thật cần được nhắc lại rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam không che giấu yếu kém, khuyết điểm, không dung túng bao che và kiên quyết xử lý những việc làm sai trái của các tổ chức cá nhân, đồng thời lắng nghe mọi lời góp ý, phản biện chân thành và xây dựng. Nhưng nếu những ai lợi dụng việc góp ý, phản biện theo kiểu dân chủ quá trớn, bóp méo sự thật, lôi kéo, kích động, gây mất ổn định, thì không chỉ riêng Việt Nam mà ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều bị nghiêm trị. Sau Bamboo Airways, Vietstar Airlines chính thức gia nhập thị trường khi được Cục Hàng không Việt Nam cấp chứng chỉ nhận khai thác máy bay. Trong bài viết với tiêu đề Vé máy bay Tết, đừng kỳ vọng cuộc đua giá rẻ, dẫn lời các chuyên gia khẳng định không nên kỳ vọng thêm nhiều hãng hàng không, nghĩa là sẽ có cuộc chạy đua về giá. Theo tiến sĩ Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giá cả Bộ Tài chính, trong bối cảnh kinh tế, đời sống người dân tương đối phát triển như hiện nay, hành khách lựa chọn phương tiện di chuyển là máy bay không chỉ chăm chăm nhìn vào giá vé mà còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng dịch vụ. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Minh Phong cũng lưu ý không thể trông chờ hay ép các doanh nghiệp hàng không giảm giá ngay cả trong mùa thấp điểm. Khi bắt đầu gia nhập thị trường, các hãng hàng không thường sử dụng chiến thuật tung nhiều khuyến mãi, giá rẻ để thu hút người tiêu dùng. Khi cảm thấy đã có được lượng khách ổn định, doanh thu tốt, doanh nghiệp sẽ tiết giảm bớt để hướng tới lợi nhuận. Đây là quy luật vận động tự nhiên của thị trường. Mới đây, thông tin áp dụng chế độ ăn thực dưỡng chữa ung thư lại rầm rộ trên mạng xã hội. Báo Tin tức Online đưa ra lời cảnh báo áp dụng thực dưỡng chữa ung thư, đừng để chết vì niềm tin mù quáng và thiếu hiểu biết. Tiến sĩ Phan Minh Liêm,
Trung tâm ung thư MD Anderson, Đại học Texas, Hoa Kỳ cho biết, hiện nay vẫn không có bằng chứng cho thấy việc sử dụng chế độ ăn thực dưỡng có hiệu quả trong chữa trị cũng như có thể chữa khỏi ung thư. Thực dưỡng thậm chí còn có thể khiến người bị bệnh ung thư bị suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng. Điều này dẫn đến thời gian nhập viện kéo dài, giảm đáp ứng với điều trị, tăng tác dụng phụ, suy giảm chất lượng cuộc sống và tiên lượng xấu hơn. Điều quan trọng là chúng ta cần thực hiện nhiều cách để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Khi phát hiện bệnh, cần tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý chữa bệnh kiểu thực dưỡng hay bất cứ kiểu chữa bệnh ung thư truyền miệng nào. Cùng với sự phát triển về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, hiện nay, thành phố Thanh Hóa đang thu hút rất nhiều người ngoại quốc đến sinh sống và làm việc. Với họ, việc tìm một địa điểm để giải trí, gặp gỡ, giao lưu với những người bạn đồng hương hay những người bạn bản địa là nhu cầu cần thiết. Ông Mike Harry đã có thời gian dài sinh sống và làm việc ở Thanh Hóa. Đã thành thói quen, cuối ngày ông lại đến các quán cà phê, cocktail để thưởng thức những hương vị mình yêu thích và gặp gỡ với những người bạn. Đặc biệt hơn, ông còn được cảm nhận nét văn hóa đặc trưng của xứ Thanh qua những vị cocktail độc đáo. Tôi đến quán thường xuyên sau khi kết thúc công việc. Tôi đến đây để thư giãn, có cơ hội gặp gỡ những người bạn đến từ Nam Phi hay là những người bạn ở Việt Nam. Ở đây thì tôi cảm thấy rất là thoải mái khi mà có những người chủ quán rất là nhiệt tình. Bằng sự sáng tạo, các chủ quán đã làm cho những ly cocktail đến gần hơn với khách hàng thông qua cách pha chế hợp khẩu vị và những thông điệp riêng. Với những khách hàng của quán này, họ đến đây không chỉ để thư giãn mà còn được thưởng thức nét đặc trưng của văn hóa xứ Thanh qua 8 món cocktail được bài trí trên ý tưởng ẩm thực và các danh lam thắng tích tiêu biểu của Thanh Hóa. Cái văn hóa cocktail bar thì đã rất là quen thuộc với tất cả mọi nơi trên thế giới. Chính vì vậy mà khi chúng tôi thành lập The Vow thì có rất nhiều người bạn bè quốc tế đến đây và cảm thấy thân thuộc bởi vì họ gần gũi với cái văn hóa này. Đặc biệt là năm nay với cái tinh thần kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa thì The Vow lấy cảm hứng từ đấy và tạo nên một cái menu signature mang dấu ấn cá nhân bao gồm 8 món cocktail được lấy cảm hứng từ những vị anh hùng dân tộc hoặc là những cái danh lam thắng cảnh như là Lê Lợi, Pù Luông, Sầm Sơn, Hàm Rồng, Trống Đồng. Ngoài ra còn có một cái món ăn rất là nổi tiếng của người dân Thanh Hóa, đấy là nem chua, cũng được chúng tôi chế biến thành một ly cocktail rất là đặc biệt. Cùng với xu thế chung của xã hội, những tụ điểm như thế này sẽ giúp người ngoại quốc đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa có thêm một địa điểm vui chơi, giải trí lành mạnh sau những giờ làm việc căng thẳng. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy điện là quy định bắt buộc của luật giao thông đường bộ. Hơn nữa, đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ giúp giảm tới hơn 70% nguy cơ bị chấn thương sọ não khi xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, nhiều người vẫn không chấp hành khi tham gia giao thông. Cho đến nay, đã hơn 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy. Nhìn chung, người dân đã cơ bản tự giác việc chấp hành. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, một bộ phận lớn thanh thiếu niên vẫn thiếu ý thức, không chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Theo ghi nhận của chúng tôi tại một số tuyến đường của thành phố Thanh Hóa, tình trạng người dân đi xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra khá phổ biến. Thậm chí vào buổi tối thì tình trạng không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh vượt ẩu diễn ra nhiều hơn. Đây là rất nhiều trường hợp của thanh thiếu niên, học sinh là đi ra ngoài đường để tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm, thì đó là một trong những vấn đề sai sót của cả gia đình, cả nhà trường và bản thân các cháu. Tất cả những cái trường hợp mà tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm thì cần phải các cái lực lượng chức năng cần phải làm việc quyết liệt hơn nữa, đấy, cần phải xử phạt một cách nghiêm minh để cho những trường hợp đằng sau là không dám tái phạm. Tôi nghĩ là chúng ta nên đội mũ bảo hiểm an toàn và đúng quy cách, đúng đạt tiêu chuẩn. Bởi vì nếu mà không đội mũ bảo hiểm đúng cái cách hoặc là không tham gia giao thông mà đội mũ không đội mũ bảo hiểm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của chính mình, chính bản thân mình và cũng ảnh hưởng đến người khác nữa. Nguyên nhân của tình trạng vi phạm này là do ý thức của một bộ phận người dân, nhất là một bộ phận thanh thiếu niên còn kém.
Hơn nữa, công tác kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng chức năng chưa thật sự quyết liệt, chưa tạo tính răn đe nên nhiều người không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy. Ai cũng biết mũ bảo hiểm là vật dụng cần thiết để bảo vệ phần đầu cho người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe máy điện. Khi xảy ra tai nạn giao thông sẽ giảm bớt được nguy cơ bị chấn thương sọ não rất nhiều. Do vậy, mỗi người dân hãy thể hiện văn hóa bằng hành động, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa trong việc kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.